Em đang trong tình trạng thói quen nhạy cảm tiêu cực, dễ bị tổn thương qua lời nói hành động của người khác. Em nhận ra rồi đó. Anh chúc mừng em là vì khi em nhận ra được là mình trong tình trạng, thì ở trong cái lộ trình của sự thay đổi đó, cái bước đầu tiên thôi là mình nhận ra mình bị một cái gì đó. Anh đưa cho các bạn một cái ví dụ để các bạn cảm ra được cái tình huống của bạn Linh em. Giả sử nha, chúng ta sống thả trôi đi, và tới một cái lúc nào đó có một cái biến cố đủ lớn, tạm gọi là một cái mức mà nó ở mức sang chấn đi. Thật ra chữ sang chấn nghe thấy ghê quá. Ở một cái mức mà lúc đó mình ra một cái suy nghĩ thế này nè: tại sao mình lại để nó xảy ra cho mình như vậy? Hồi trước á thì nó xảy ra ở một cái mức mà mình không nghĩ tới cái câu đó. Mình chỉ nói là thay đổi đi, hay là anh phải làm điều này cho em, hay là bạn đừng có đối xử với tôi như vậy, bạn mày là sai, ok, bạn mày là không đúng, đồ vô liêm sỉ, đồ này là cái đồ không công bằng, tại vậy đó, tao làm gì mày mà mày làm tao vậy. Tức là lúc đó chúng ta chưa bước ra ngoài để nhìn được vào mình. Nhưng mà khi một cái mức độ nào đó, ở một cái mức độ đau đớn nào đó, tạm gọi là một cái tác động mạnh đủ lớn, một cái biến cố sự kiện, thì lúc đó chúng ta ra một cái dạng suy nghĩ như nè: tại sao mình lại để cho người ta làm mình như vậy đó? Tại sao mình lại cái cuộc đời là đi về đây? Thì lúc đó nó có một sự khác biệt, là lúc đó bạn bước ra khỏi mình, bạn bước ra khỏi mình để bạn quan sát mình. Cái đó nó không phải mơ hồ, mà là cái cách ở trong đầu chúng ta. Lúc đó là cái phần consciousness, tức là cái phần ý thức của một con người đó, nó được kích đủ lớn để nó nhìn vào. Đương nhiên chúng ta không cần phải đợi tới sang chấn để dồn, nhưng mà thường bởi vì anh mới nói là các bạn đau tới một mức nào đó các bạn mới nhìn ra. Và khi mà bạn nhìn như vậy là lúc đó bạn nhìn với một cái lăng kính khác, bạn mới nhìn ra được là tại sao mình lại để cho người ta đối xử với mình như vậy. Trong tiếng Anh họ gọi là enough is enough, tức là quá đủ rồi. Tiếng Việt thì lại nói là tôi thấy vậy là quá đủ rồi. Thì cái lúc đó mình mới có cơ hội nhìn, nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Nó chỉ là bước đầu của một số bạn là bắt đầu nhìn ra là mình phải không để như vậy xảy ra được nữa. Và cái lúc đó rất là quan trọng. Tại vì sao? Với lúc đó cái neocortex của bạn, tức là tạm gọi là cái não người á, cái neocortex là cái lớp bên ngoài, tạm gọi là cái vỏ của cái, không phải vỏ não của cái đầu sọ đâu, mà là cái phần bên ngoài, đặc biệt là ở phần prefrontal cortex nè. Cái lớp mà bên ngoài chứ không phải cái lớp sâu bên trong não đâu. Cái lớp đó rất là quan trọng, tại vì cái lớp đó đó nó giống như là nó có thể vào tất cả những cái phần khác của não. Và lúc đó nó mới đi, nó gom tất cả những cái dữ kiện mà nó đã từng nhớ. Không phải trong cái sự kiện chuyện của mình không, mà là chuyện của người khác. Giả sử phim bạn coi rồi, cái chuyện tốt đẹp ai đó kể rồi, bạn coi câu ngày xưa cha mẹ dạy, hay là bạn có một đứa bạn có những điều tốt đẹp. Lúc đó nó bắt đầu nó gom tất cả những cái dữ kiện lại, nó bắt đầu nó lên theo cái hướng là tại sao chuyện này xảy ra với mình như vậy. Thì cái neocortex nói ok, câu hỏi tại sao, tôi sẽ cố gắng tôi tìm cho bà câu trả lời. Và cái neocortex nó có thể lụm được những cái dữ kiện đó, nó lụm lại những cái hình ngắn thôi, những cái frame hình, những cái khung hình mà trong đó bạn lưu lại ngày xưa qua những cái bạn học được đó, nó lưu lại, nó xếp ra, nó tìm tạm ra một cái câu trả lời đủ ở cái thời điểm đó với những gì nó có. Nó ra cái câu trả lời tạm thời là tại vì mày vậy. Thì lúc đó tạm gọi là những cái kiến thức, những cái giá trị tốt đẹp nó bắt đầu nó được hình thành. Và ở đó nếu nó đủ lớn thì cái người này sẽ bắt đầu quyết định là tôi sẽ làm theo cái tôi vừa nhìn ra đó. Tôi sẽ tìm cái hình ảnh này, tôi đi theo cái hướng để tạo ra cái con người này. Lúc đó chúng ta gọi là một cái dự định. Và ở đó bạn bắt đầu đi xa hơn trong cái sự thay đổi. Và lúc đó cái lành nó mới bắt đầu, nó bắt đầu mới gì phải không? Đi tới sự thay đổi. Thì lúc đó khi mình đi tới sự thay đổi thì mình bắt đầu có những cái suy nghĩ khác. Và lúc đó cái neocortex sẽ là làm tiếp một cái việc này nè: tôi sẽ chụp thêm những cái khung hình mới, những cái câu chuyện mới, những cái sự thành đạt, những cái kết quả của những người khác, để tôi tìm cho bà, để làm cái bức tranh hồi nãy đó nó rõ hơn, nó chi tiết hơn. Tại vì neocortex sẽ làm một cái việc như thế này nè: nó lên kế hoạch cho mình, bởi nó đi tìm những cái đó, những cái nguyên liệu thô đó, nó ráp lại thành cái bức tranh kế hoạch để nó giúp mình bước ra khỏi cái mà mình nhận ra là mình không muốn ở trong đó nữa. Thì cái đó nó được làm bởi cái gọi là cái ý thức, cái conscious của chúng ta. Và cái consciousness nó rất là quan trọng. Nó chính là cái công cụ cao nhất mà một con người có. Thú vật không có cái đó nha. Nó không có cái ý thức. Chỉ có con người có cái đó thôi. Chính vì vậy cho nên đây là một cái ví dụ, một cái thực tế chứ không phải ví dụ. Nó chứng minh rằng con người chúng ta được tạo ra như là một sinh vật có quyền kiến tạo. Và cái này bạn thấy rằng, cái này cho bạn nào mà trong cuộc sống tâm linh của các bạn á, đặc biệt các bạn nào ở đạo Công giáo á, là bạn thấy chúng ta được tạo ra trong hình ảnh của đấng tạo hóa. Tức là chúng ta là một người có khả năng tạo hóa mini. Trong cái lĩnh vực chúng ta được phép, nhớ ngày xưa vườn địa đàng không? Vườn địa đàng, làm gì cũng được.
Tức là chúng ta được tạo ra giống người, giống người ở cái phần là chúng ta được phép kiến tạo ở cái thực tế xung quanh chúng ta. Chúng ta là người kiến tạo. Nói chữ tạo hóa thì nghe lớn, nhưng mà chúng ta được phép kiến tạo và chúng ta có năng lực kiến tạo. Bởi chúng ta có thể thay đổi cái này, thay đổi cái kia. Chúng ta có thể quyết định được bình an hay chúng ta có thể quyết định bị tổn thương. Đó là do chúng ta. Và cái đó là cái đặc quyền của con người. Và cái đó nó được thể hiện một cách hữu hình á, một cách vô hình á, thì gọi là ý thức. Súc vật đâu có ý thức như chúng ta. Nhưng mà con người cái ý thức nó rất là rõ. Và ở hữu hình đó nha, thì nó là những cái sự thay đổi của kết nối thần kinh và sự thay đổi của cái gen expression. Không phải thay đổi gen nha, thay đổi gene expression. Mà ngày hôm nay, thực ra mười mấy năm nay rồi, khoa học, cái thay đổi những cái kết nối thần kinh người ta gọi là neuroplasticity. Trong một số bạn nào trong y khoa mà học ở nước ngoài ấy, thì chắc các bạn không lạ, nếu như bạn học về khoa học thần kinh thì bạn sẽ nghe những cái chữ như neuroplasticity. Tức là cái não chúng ta nó có thể thay đổi về kích thước, nó thay đổi về kết nối, nó có thể thay đổi thật sự và chúng ta là người quyết định. Hay là gene plasticity, tức là cái gene nó vẫn có thể thay đổi. Không thay đổi gene A thành gene B, nhưng mà cái gene A nó có thể kích hoạt độ nào, cái plasticity đó. Thì cái đó là cái khoa học đã được chứng minh. Và chúng ta là ở trong cái hình ảnh của đấng kiến tạo là chúng ta có thể thay đổi những cái phần plasticity đó, điều chỉnh được nó để ra một cái cuộc đời hoàn toàn mới. Và cái đó là phần giải thích khoa học, tuy ngắn gọn thôi, nhưng mà giải thích khoa học của các gọi là luật hấp dẫn. Chính chúng ta tạo ra sự khác biệt đó ngay trong con người. Và cái consciousness hay là cái ý thức đó chính là cái công cụ tối thượng. Tối thượng tại vì nó cao nhất luôn. Dùng để kiến tạo chúng ta và thực tế hữu hình của chúng ta xung quanh chúng ta. Mình dùng chữ thực tế hữu hình nha. Tức là cái mà chúng ta gọi triết lý là mình là ai quyết định cái mình có đó, nhân nào quả đó, gieo gì gặt đó mà các cụ gọi á, về mặt triết lý. Nhưng mà về mặt khoa học thì nó là hữu hình đó. Là những cái bạn đang có, mối quan hệ bạn đang có, tiền bạc bạn đang có, sự giàu có, sung túc bạn đang có, những cái chất lượng mối quan hệ bạn có, những cái sự thành đạt trong cái lĩnh vực gì đó bạn đang đam mê, đang theo đuổi, những cái cảm giác bạn đang có, những cái hạnh phúc bạn đang có, những nỗi đau, thậm chí tới cái nhan sắc của bạn, vóc dáng của bạn, tất cả những thứ hữu hình và vô hình nằm trong cái thực tế xung quanh bạn, nó đang xảy ra xung quanh bạn. Nó là do chúng ta quyết định từ bên trong trước, những thứ xung quanh nó sẽ hiện ra. Tại sao? Tại vì nó là quy luật. Nó là quy luật. Bạn như thế nào thì bắt buộc những thứ xung quanh bạn nó phải tương ứng với bạn. Bạn có thể chọn sống thả trôi bằng cách để cho môi trường nó biến bạn thành phù hợp với nó. Nhưng mà bạn cũng có thể có sự lựa chọn là không, tôi sẽ đổi tôi để môi trường nó theo tôi. Và đó là luật nhân quả đó. Nếu như bạn để môi trường nó quyết định mình thì đúng, thì nó như thế này nè. Chúng ta sống thả trôi và trở thành tương đồng với môi trường, tức là môi trường bằng mình. Nhưng mà nếu chúng ta quyết định là không, tôi sẽ cao hơn cái môi trường đó, thì lúc đó cái môi trường nó sao? Về mặt luật, bắt buộc quy luật nó phải thay đổi để tương ứng, tức là bạn sẽ có một cái môi trường khác, tức là những cái thực tế hữu hình xung quanh bạn nó phải khác. Nó là luật, nó không thể khác được. Ok, cho nên là đó là cái cách thay đổi em. Cho nên em trong tình trạng mà bị nhạy cảm như Linh em đang nói, mình thay đổi mình được mà. Mình có cái gọi là ý thức đó. Mình có quyền. Thì trong cái lớp chữa lành đó là giúp các bạn dùng cái ý thức đó đó. Ok không? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông. Bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.